Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của T4VN. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về Zabbix Web UI, cũng như các tính năng, cấu hình thiết yếu cho quá trình sử dụng công cụ giám sát Zabbix. Để đi về overview thì Zabbix có 5 phần chính là Monitoring, Inventory, Report, Configuration và Administration. Ở tab đầu tiên là Monitoring, chúng ta sẽ có Dashboard. Thì Dashboard là một màn hình vừa login vào chúng ta sẽ có và chúng ta sẽ sử dụng khá là thường xuyên trong quá trình sử dụng Zabbix của chúng ta. Thì ở Dashboard chúng ta có thể thêm bớt được tùy chỉnh các widget. Widget này là các function mà chúng ta mong muốn để giám sát lên một màn hình, rất phù hợp để đặt lên trên một cái TV cho ở khi mở một doanh nghiệp. Thì như ở widget này chúng ta có widget System Info, là sẽ có những thông tin của Zabbix Server, như là Zabbix Server, trạng thái Zabbix Server running hay như thế nào, các port, các host nào đang disable, đang enable, vân vân. Còn có các widget khác như là host available, problem by severity. Thì severity ở đây sẽ có 5 cấp độ, 6 cấp độ, như là disaster, high, avalanche, warning information. Thì disaster tức là ở mức độ thảm họa rồi, thì chúng ta không có. Thì tùy theo định nghĩa chúng ta thiết lập. Ở đây chúng ta sẽ có cái đồng hồ luôn, là widget đồng hồ, clock. Thì cái đồng hồ này sẽ đồng bộ chung với cái NTP của cái service Zabbix server chúng ta. Ở đây chúng ta có thể thêm bớt những cái graph mà chúng ta mong muốn để vừa vào là thấy liền, không phải đi các tab này tab nọ để kiểm tra. Graph thì chúng ta có thể chủ động ha. Ở đây mình lấy thẳng luôn cái graph của Zabbix server ha. Mình sẽ lấy cái wrap chứa cái MySQL, vì MySQL trên Zabbix server thì MySQL là phần dễ phình to dung lượng nhất. Chúng ta sẽ giám sát cái phần trình phình to dung lượng này để kịp thời tăng giảm dung lượng cần thiết. Chúng ta sẽ lấy theo phần trăm ha. Show legend là show cái chú thích á, cái đơn vị đó. Đây, ở trên là theo gigabyte, ở dưới là theo phần trăm. Tiếp đến chúng ta sẽ có tab problem ha. Thì tab problem này sẽ hiển thị tất cả các issue, những cái problem mà xảy ra trên tất cả các host trên Zabbix server, chứ không riêng những problem của Zabbix server. Nè, ở đây mình có nè, host là sang đập trai, là LT là cái laptop của mình đó. Mình đã thiết lập monitor trên này, có những cái host khác như các bạn thấy đó. Thì ở từng host nó sẽ có từng cái problem khác nhau, tương ứng với cái severity khác nhau và thời gian khác nhau. Thì ở giữa này chúng ta sẽ có cái problem name cụ thể, và phía bên phải này cái ACK này là cái hành động mà chúng ta sẽ phản hồi lại với cái problem này. Ví dụ như ở đây mình chọn là close problem, thì trạng thái status này, problem này sẽ được chuyển thành resolved. Resolved tức là đã được xử lý, đã được quản trị viên thông qua ha. Zabbix rất là thông minh. Ngoài ra chúng ta có thể chọn thay đổi cái severity, cái mức độ. Thì ở đây đang là average, là mức độ trung bình. Chúng ta có thể chọn sang là cái mức độ là information, tức là mức thông dừng là mức thông tin thôi. Và chọn acknowledge. Đây, acknowledge là chúng là cái problem này đã được, giống như là đã được biết trước, nằm trong chủ đích, chứ không phải là một sự cố ngoại muốn. Đó. Phần này là phần rất là hay của Zabbix ha. Ngoài ra chúng ta có thể fill theo host group nè. Đó.
host group này mình đã tạo sẵn một Zabbit, cái group là Zabbit Training rồi, nhưng mà cho trong cái group đó chưa có problem nào xảy ra trong group. Chúng ta có thể fill theo cái severity cũng được. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Tiếp đến chúng ta sẽ có host. Thì ở host này chúng ta sẽ view được tổng quan theo từng host. Chúng ta có thể, và chủ yếu ở đây chúng ta có thể view trực tiếp cái phần problem và graph theo từng host. Graph đây là cái biểu đồ. Tại đây chúng ta có thể show được tất cả các biểu đồ, tất cả các problem hiện đang hiện hữu trên từng host mà chúng ta mong muốn. Đây, ở đây mình có một con DHCP ha. Thì DHCP này, đây là tất cả những biểu đồ mà liên quan tới cái phần monitoring của DHCP của mình. Đó. Chúng ta cũng sẽ có option là overview. Overview này thì cũng xem theo dạng ưu tiên cái phần severity. Theo trigger, phân theo trigger, phân theo data. Đó. Thì sẽ được phân bố theo chiều dọc. Tùy cái sở thích của các quản trị viên mà sẽ sử dụng là tab problem hay tab data overview. Tab này thì hơi khó nhìn ha. Nhưng mà trong một số trường hợp nào đó, khi mà đặt cái monitoring dashboard trên một màn hình TV thì cái này thì lại là một lợi thế, giúp người quản trị viên có thể quan sát được nhiều hơn. Ở tab monitoring chúng ta còn có function là last data. Ở function này là nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy cụ thể từng data qua từng interval của từng item mà chúng ta mong muốn thấy, để từ đó phát triển thêm các graph hoặc là các trigger mong muốn. Và một phần cũng quan trọng không hề kém, đó là phần map. Phần map này cho phép chúng ta khởi tạo các biểu đồ dưới dạng topology, nhưng sẽ real time, hoạt động real time khi mà có sự cố hoặc là khi mà có downtime hoặc là có problem diễn ra thì sẽ show trực tiếp lên đó, sẽ có ảnh GIF nhấp nháy hoặc là thay đổi trực tiếp chứ không phải là dạng tĩnh. Đây là tính năng cũng khá là thú vị của Zabbit mà các bạn nên tìm hiểu. Ở phần report này thì cũng có khá nhiều cái report mà cần chú ý. Như ở đây là mình có report về từng host nè. Cái host nào đang available, cái host nào không. Và top 100 cái trigger. Người quản trị viên có thể kiểm tra được ở trong cái thời gian mà mình quy định thì có bao nhiêu cái problem xảy ra, bao nhiêu problem được xử lý. Ở phần report này chúng ta cũng sẽ có một phần report về notify. Zabbit quy định các notification á, thì sẽ quy định là notification theo user. Ở đây chúng ta có các user như Grafana, Guest, Admin, NetAdmin 20. Thì chủ yếu mình đang thiết lập ở đây đúng với thực tế là tất cả các notification mình đều đẩy qua cái user là admin. Admin ha. Ở đây chúng ta sẽ có khái niệm host group. Host group này là nơi chứa các template và các host được tạo thành các group. Group này ngoài nhiệm vụ phân định giữa các host với nhau thì
còn là nơi phân quyền cho việc gửi và nhận notification. Đây chúng ta sẽ có khái niệm template. Template giúp người quản trị viên tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho việc discovery hệ thống của mình. Template tập hợp nhiều item trigger graph discovery rule được nhà sản xuất định nghĩa sẵn cho từng trường hợp, từng ứng dụng, từng loại server. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ về FTP template. FTP server là file transfer protocol được nhà sản xuất chuẩn bị sẵn. Template bao gồm một item và một trigger đi kèm. Thì khi mà app tạo một host mới, app template này vào thì hệ thống sẽ tự động discovery ra cái service FTP mà người quản trị không cần phải làm thao tác tay. Phần host này là để quản trị và là nơi bắt tay giữa JavaScript server và thiết bị cần được giám sát. Với mỗi host, chúng ta sẽ có nhiều interface để giao tiếp với nhau và mỗi host sẽ thuộc một group khác nhau. Group này không chỉ để phân hoạch giữa các host với nhau và còn là để gửi nhận notification. Ở đây chúng ta sẽ có nhiều interface khác nhau, là ngoài agent SMB chúng ta còn có JMS log, nhưng hai type là agent và SMB là phổ biến nhất. Ở một action này sẽ là tập hợp những hành động mà chúng ta quy định cho các group để gửi nhận notification. Như khi nãy mình có nói là các host group được quy định, ngoại trừ việc phân định giữa các host với nhau thì còn dùng để gửi tin nhắn, gửi notification. Ở đây là như tương tự ở đây mình có nè, là sẽ gửi notification thông qua Zabbix, thông qua user admin cho các group firewall, channel, network service và network device. Ở phần administration này chúng ta có nhiều option liên quan tới người quản trị, như là team của GUI. Mình chỉnh sang blue ha. Cái này, phần này thì chắc có thể là sẽ phải log out, log in lại để effect đó. Mình sẽ trả lại như cũ. Ngoài phần team này ra, chúng ta còn có những phần khác như là image, icon mapping, network time, working time. Phần image này là kho ảnh dùng để vẽ map của Zabbix và chúng ta có thể import, export ra được. Tương tự phần icon mapping cũng vậy. Thậm chí chúng ta có thể điều chỉnh được màu của các trigger severities. Ví dụ như mình chỉnh cái màu của disaster thảm họa sang là màu xanh thay vì màu đỏ ha. Nhưng mà mình thấy cái màu default của Zabbix họ đã quy định khá là chuẩn rồi, cho nên chúng ta không cần thay đổi. Chúng ta có phần Zabbix cũng hỗ trợ thêm phần authentication nữa nè, như là LDAP, SAML, HTTP. Và bộ role phân quyền của Zabbix cũng khá là hoàn chỉnh ha. Cũng bao gồm user group, group và user type. Chúng ta có thể set là một user type bình thường, hoặc là user super admin, hoặc là user guest. Tại phần media này chúng ta có Zabbix sẽ hỗ trợ khá là nhiều cái giao thức cho chúng ta. Và ở Zabbix server này, trên Zabbix server này mình đang thiết lập là Telegram. Đây là cấu hình sơ bộ của Telegram ha. Thì ngoài Telegram ra thì Zabbix server còn hỗ trợ các kênh như là email, Jira ticket, WhatsApp, vân vân. Vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về phần các cấu hình trên giao diện web của Zabbix server. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.